Chào mọi người nha, hôm nay Yến sẽ đi quay lại nhà các mọi người. Có máy Yến tiện ra sân bay đây. Má của Thắng, của Trung. Rất là nhiều người tiện ra sân bay luôn. Lần đầu tiên được má tiện ra sân bay rất là vui. Có Trung Thắng rồi nè. Nói chung là Sài Gòn mình vẫn dài mọi người ơi, người rất là đông luôn. Không biết đi đâu mà rất là đông. Bây giờ Yến vô trong mình check in nha. Mình làm hành lý rất là nhiều luôn. Yến đi của hãng Anna cho nên sẽ check in ở quầy Anna kia. Thì lần này thì có cô Thắng nha mọi người. Cô Thắng là em họ của Yến. Ra tiễn sân bay rồi đã giùm hành lý, chứ không là hai mẹ con đãi bằng niềm tin. Tới 5 cái kiện hành lý lần luôn. À, lý do vì sao Yến được gửi nhiều hành lý như vậy á, là do Yến có thẻ hạng thương gia của hãng Anna mọi người. Cho nên là Yến được gửi 3 kiện hành lý và em mang được 1 kiện. Hiện tại là Yến đã qua cửa hải quan xong. Bây giờ lên phòng chờ để ngồi chờ trước khi lên máy bay. Yến sẽ đi vào phòng khách của Lê Sài Gòn Nails. Trong phòng nghỉ dành cho khách hàng thương gia thì rất là thoải mái luôn, đồ ăn rất là nhiều, nước uống cũng nhiều luôn. Trái cây thì chắc chắn có rồi nè. Và các loại đồ ăn chính. Bên này thì Yến thấy có món trứng nè, trứng luộc. Bên này là có salad rau củ, salad bắp cải, cơm trắng và trứng luộc. Bên này là đậu hũ chiên và khoai tây nghiền. Trứng chiên và thịt kho trứng nữa nè. Bên này có thịt bò hầm với là thịt gà hầm, mì Ý và thịt gà kho nữa. Và có nồi nước lèo bún nữa nè. Còn bên này là quầy nước nè. Nước thì có nước ngọt, có ga, rồi rượu, có nước suối và các loại nước ngọt của Việt Nam mình, có bia nữa. Rồi bây giờ Yến sẽ làm tô bún nè. Bún chả, có thịt viên chiên nữa. Rồi Yến sẽ cho rau muống lên. Rau muống bào nhìn hấp dẫn ngay luôn á. Nãy giờ hai mẹ con đã ăn no say trong cái phòng nghỉ của hãng thương gia rồi. Bây giờ sẽ lên máy bay đi về lại Haneda Tokyo. Hai mẹ con đã vô trong rồi, chuẩn bị lên máy bay. Em ạ. À, em ơi nhìn đây này con. Wow, em ạ. À. Bây giờ hai mẹ con Yến sẽ đi máy bay của hãng Anna để về Nhật. Nói chung là mọi thủ tục pháp lý đều rất là thuận lợi. Được ông bà thương cho nên là mọi thủ tục pháp lý đều không có vấn đề gì xảy ra hết. May quá. Suy nào tại vì em đang ngủ. Em à, xin tay ở một ta. Nó có cái gì khi ra thời gian tắt cái nó còn có đây. これからの検査がありまして Hiện tại hai mẹ con đang ngồi chờ ở sân bay nè. À, xuống sân bay là bị test âm tính corona mọi người, cho nên là đang ngồi chờ kết quả. Oh yeah, đã nhận được kết quả âm tính rồi. Bây giờ tụi Yến đi ra ngoài. Thì Yến đi được nhân viên Anna hỗ trợ lấy hành lý và lại đưa hành lý ra tận bến xe buýt luôn.
nhân viên rất là tận tình, dễ thương. Nhân viên mặt đất hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Chị em nào mà có con nhỏ mà đi hãng Anna thì có thể nhờ nhân viên nha. Khi mình check in thì mình nhờ nhân viên là mình muốn hỗ trợ thì họ sẽ sắp xếp người giúp cho mình. Tình hình là Yến đã ra khỏi sân bay rồi. Lúc nãy là hành lý của Yến bị kiểm tra đó mọi người. Đây này, thấy cái bao màu xanh không? Cái bao này là Yến đựng bánh tráng á, mà bị chó ngửi như thế nào mà bị kiểm tra. Nhưng mà thực tế Yến không có mang gì, thịt không có mang thịt cho nên là không có sao. Không có mang thịt, không mang trái cây là được. Thì người ta kiểm tra, người ta mở ra không có gì thì người ta đóng lại cho mình. Hôm nay đi có chị nhân viên của hãng Anna đó, chị dẫn ra đi xét nghiệm này, xét nghiệm âm tính PCR rồi nè, rồi sau đó ra lấy hành lý rồi dẫn ra đến chỗ ngồi chờ xe buýt luôn. Xe buýt cũng gần đến rồi, bây giờ Yến và Emma sẽ chuẩn bị ra xe buýt đi nha, chút xíu gì tới nhà rồi quay tiếp cho mọi người xem nha. Với em ngon quá luôn á, lên xe buýt một cái là nó ngủ luôn, ly bì, ngủ từ sân bay xuống xuống xe buýt vẫn còn ngủ. Thì đây xe buýt của Yến đi lần này thì không có khách nào hết luôn, có hai mẹ con ngồi đây à. Nói chưa tới cái trạm kế tiếp là cũng có một vài người lên nữa, nhưng mà số lượng người thì rất là vắng luôn, không có đông. Nguyên một đống hành lý với hai mẹ con mà chỉ có 300.000 từ sân bay về nhà Yến. リーサー。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 リーサー
Cuối cùng đã đến ga nhà rồi. Bây giờ Yến và anh Masa phải sẽ về nhà nha mọi người. Có anh Masa với bé Lisa ra đón nè, vui luôn. Anh chào mọi người nha. Gặp lại cả nhà trong các video sau nha. Mệt bơ phờ. Mệt quá. Kết thúc hành trình 2 tuần.